Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng quý vị anh chị và các bạn bàn cờ quân sự trên thế giới. Căng thẳng giữa phân chia thế giới đơn cực và đa cực ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà bốn châu đang bạo động, bạo loạn và chiến tranh. Đây có thể nói là một bước ngoặt quan trọng của cả thế giới. Ở tại châu Á, hai điểm nóng thì điểm nóng lớn nhất, đáng chú ý nhất bây giờ là Bangladesh, nhưng mà kéo dài và thảm họa nhân đạo thì lại ở tại Myanmar. Gia tăng căng thẳng và tạo ra xa lầy sâu rộng hơn dành cho Mỹ thì ở Trung Đông, làm sụp đổ về cái học thuyết quân sự của NATO thì ở tại Đông Âu. Châu Phi vẫn loạn lạc, nghèo đói và đang tìm trên con đường độc lập dựa vào Nga và Trung, cũng như là hướng tới một thế giới đa cực. Còn ở Nam Mỹ, ý đồ của Hoa Kỳ thâu tóm cũng đang thất bại và xa lầy. Khi mà vụ đảo chính ở tại Venezuela thất bại, hải quân của Nga từ Cuba đi tới Venezuela tập trận chung, một thông điệp đanh thép cứng rắn gửi tới cho Hoa Kỳ. Trên vũ đài quốc tế ngày hôm nay, kẻ đang luống cuống tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế là nước Mỹ hiện tại. Nhưng cái việc Hoa Kỳ xoay sở tình thế bây giờ, nó rất cần sự đoàn kết toàn diện tuyệt đối của đồng minh. Đáng tiếc đồng minh không hành động điều đó trên con thuyền nước Mỹ. Những địa điểm quan trọng để siết chặt gọng kìm với Nga, mở ra cánh cửa cho Mỹ, như Thổ Nhĩ Kỳ, như Ả Rập Saudi, là hai vùng quan trọng nhất Hoa Kỳ đang dần mất đi. Vừa rồi Mỹ đưa ra một cái tối hậu thư dành cho Thổ Nhĩ Kỳ, đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ không được có kim ngạch xuất nhập khẩu những sản phẩm lưỡng dụng để hỗ trợ cho Nga nữa. Đưa ra cáo buộc nhưng không có bằng chứng. Cáo buộc Iran, cáo buộc Triều Tiên viện trợ đạn pháo tên lửa, không có bằng chứng. Cáo buộc Trung Quốc cũng bán các vật liệu lưỡng dụng cho Nga, cũng không bằng chứng. Cáo buộc chán cũng được quay ra đe dọa đồng minh của mình là Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Đây chính là cơn luống cuống của Hoa Kỳ đi tìm kiếm con voi chui qua lỗ kim, chui qua sao được nữa. Trong khi đó, vấn đề Trung Đông ngày hôm nay chúng ta đang thấy bản chất đạo đức giả của Mỹ, nó thể hiện một cách công khai với thế giới. Họ lên án Nga chiếm đóng Ukraine là trái phép, là thảm họa nhân đạo, là vi phạm luật pháp quốc tế, là không thể chấp nhận được. Lôi kéo cả thế giới cấm vận Nga, cô lập Nga, tìm mọi cách để hạ bệ Tổng thống Putin. Nhưng ở tại Trung Đông thì họ lại ủng hộ cho Israel chiếm đóng đất đai Palestine là điều hiển nhiên. Giết hại dân thường ở trên dải Gaza, không cho đó là tội ác chiến tranh. Họ còn nói rằng chúng tôi chưa thấy dấu hiệu đó là hành động giết người có chủ đích. Thì không biết đối với Mỹ thế nào mới là giết người có chủ đích. Trực tiếp tấn công trường học vẫn chưa gọi là giết người có chủ đích. Tấn công trại tị nạn, tấn công vào bệnh viện, tấn công vào các nhà thờ vẫn chưa gọi có chủ đích. Tấn công luôn cả vào lực lượng của Liên Hợp Quốc, tấn công vào khu vực viện trợ nhân đạo cho dân thường tại giải Gaza vẫn nói rằng đó không phải là chủ đích. Đó chính là đạo đức giả bẩn thỉu nhất của chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây. Đó là những gì mà thế giới đang nhìn thấy. Nếu như phương Tây tập thể đang thể hiện dân chủ, công bằng, tự do, hòa bình cho cả nhân loại, thì Israel ngày hôm nay, chính quyền Israel ngày hôm nay cần phải đưa ra trước vòng vành móng ngựa và treo cổ như ông Netanyahu chẳng hạn. Hành động của Israel ấy, vừa qua gây hấn với Hezbollah, gây hấn với Houthi,
gây hấn với Iran. Israel chính thức thừa nhận liên quan đến vụ giết hại thủ lĩnh chính trị Hamas. Ngay sau khi việc này xảy ra thì Israel đã thông báo ngay với Mỹ là mình đứng sau cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas. Israel ngay lập tức đã thông báo cho giới chức của Mỹ rằng họ đứng sau cái chết của thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Palestine. Washington, Washington Post dẫn nguồn tin. Mặc dù Israel từ chối bình luận về vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas, nhưng ngay lập tức họ đã thông báo cho các quan chức Mỹ rằng mình chịu trách nhiệm về vụ việc này. Theo nguồn tin của bài báo thì các quan chức Nhà Trắng đã phản ứng trước cái chết của người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas bằng sự ngạc nhiên và phẫn nộ, coi đây là một bước thụt lùi nghiêm trọng trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tờ trên bốt lưu ý rằng trước khi mà thủ lĩnh Hamas qua đời, các quan chức của Mỹ cho rằng họ đang đạt được tiến bộ trong vấn đề này. Trước đó, phong trào Hamas của Palestine đưa tin rằng thủ lĩnh chính trị Hamas thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel vào nơi lưu trú của ông ở tại Tehran khi mà ông đến tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Phong trào cáo buộc Israel và Hoa Kỳ về cái chết của thủ lĩnh và nói rằng vụ việc đó sẽ không được yên mà không phải gánh chịu một đòn trả đũa. Người đầu lón gốc Austin cho biết là ông không có gì để nói về cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas và sự liên quan của Israel trong vụ việc này. Về phần mình thì đại diện bên quân đội của Israel cho biết họ không phản hồi về những thông tin truyền thông liên quan đến vụ ông vụ thủ lĩnh Hamas bị sát hại. Tờ đó là Jerusalem Post viết rằng là chính quyền Israel đã chỉ thị cho các bộ trưởng không được lên tiếng về vụ sát hại thủ lĩnh Hamas. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga gọi cái chết của ông gọi cái chết của thủ lĩnh Hamas là một vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được, đe dọa dẫn đến leo thang hơn nữa trong khu vực. Tuần trước New York Times dẫn nguồn tin cho biết lãnh tụ tối cao của Iran đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh ở tại Tehran. Sau đó, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng Tehran theo luật pháp quốc tế có quyền tự vệ để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas khi thấy cần thiết. Ông cũng tuyên bố rằng là vụ ám sát sẽ không xảy ra nếu Mỹ không hỗ trợ tình báo cho Israel. Và đến ngày hôm nay, phía Iran, lực lượng Houthi và lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ có đòn đáp trả mạnh mẽ hơn với việc Iran đáp trả Israel. Và bản thân Israel đang đứng trước ngưỡng cửa của quả bom nổ trọng sẽ phát nổ trên toàn Trung Đông. Mỹ thì đã điều lực lượng mới đi tới Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ cho một chính quyền sát nhân ở tại dải Gaza rồi. Mỹ đang chạy đua tháo ngòi bom hẹn giờ Trung Đông giữa vòng xoáy căng thẳng. Hoa Kỳ mà đi tháo bom thì chỉ có mang bom thêm để cho nổ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phô diễn sức mạnh quân sự nhằm răn đe Iran và bảo vệ Israel, nhưng cũng nỗ lực kiểm soát tình hình để hạ nhiệt căng thẳng ở tại Trung Đông. Cách thức mà Mỹ hạ nhiệt căng thẳng bằng cách đổ dầu vào lửa. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một thách thức mới khi tìm cách lắp lại thành công đã đạt được vào tháng 4. Vào thời điểm đó thì một liên minh đa quốc gia đã giúp Israel đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Các quan chức của Mỹ cho biết là kể từ cuối tuần trước, họ đã bắt đầu thấy Iran di chuyển các bệ phóng tên lửa và tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Israel. Trong những ngày tới này, Iran đã tuyên bố nước này có thể có kế hoạch trả đũa Israel vì vụ ám sát một thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở tại Tehran. Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lo ngại rằng là một cuộc tấn công của Iran lần này có thể được thực hiện phối hợp với các cuộc tấn công của Hezbollah, lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn ở tại Liban, và các lực lượng ủy nhiệm khác của Tehran nhằm cố gắng áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel. Mỹ hiện phải đối mặt với việc bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Iran nếu mọi biện pháp răn đe thất bại, đồng thời theo đuổi các nỗ lực
ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định cho khu vực vốn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn này. Theo Washington Post thì Mỹ đang nỗ lực tháo ngòi quả bom hẹn giờ Iran và Israel. Nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ không thể hiện sự thiện chí vì hòa bình trong khu vực, mà đang đổ dầu vào lửa bằng các hạm đội tàu sân bay và các khu trục tuần dương hạm đi tới Đông Địa Trung Hải nhằm răn đe dằn mặt các đối thủ của Israel ở khu vực Trung Đông cũng như là những kẻ thù của Mỹ, chứ không phải là hạ nhiệt. Nguy cơ xảy ra xung đột có thể làm chệch hướng nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza này, vốn đã trở thành trọng tâm trong di sản ngoại giao của chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở tại Trung Đông. Các quan chức cấp cao của Mỹ đang hối thúc Iran không leo thang xung đột và nỗ lực để đảm bảo sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập, trong bối cảnh Iran cũng đe dọa các nước có ý định tham gia vào việc bảo vệ Israel. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã kêu gọi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran và Israel hạ nhiệt trong nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở tại Trung Đông. Chúng tôi đang tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ gần như là suốt ngày đêm với một thông điệp rất đơn giản. Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải phá vỡ vòng xoáy này bằng cách đạt lệnh ngừng bắn tại giải Gaza, ông Lincoln nói. Mỹ chưa bao giờ mong muốn chấm dứt xung đột tại giải Gaza. Chưa bao giờ mong muốn. Khi mà ngăn chặn việc thành lập hai nhà nước Palestine và Israel và vẫn tiếp tục viện trợ đạn dược khí tài cho Israel, thì làm gì có chuyện là chấp nhận chấm dứt xung đột tại giải Gaza ngày hôm nay. Hơn 40.000 dân thường tại giải Gaza đã chết, trong đó có hơn 20.000 là trẻ em. Mà chính quyền Israel chưa bị cô lập, chưa bị cáo buộc tội là tội ác chiến tranh, chưa bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế, thì chúng ta đủ hiểu về bản chất của Mỹ và Âu như thế nào, về một bản chất đạo đức giả và tiêu chuẩn kép. Ngày 6/8, ông Lincoln xác nhận là Mỹ cùng các đồng minh đã gửi thông điệp tới Israel và Iran rằng việc tiếp tục leo thang căng thẳng là không thể chấp nhận được. Không ai được phép leo thang xung đột. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với đồng minh và đối tác, truyền đạt thông điệp đó trực tiếp với Iran. Chúng tôi cũng truyền đạt thông điệp đó trực tiếp với Israel. Thư ký báo chí của Nhà Trắng cho biết là Mỹ sẽ tiếp tục thuyết phục Iran từ bỏ một hành động leo thang căng thẳng hơn nữa. Ngoài phát ngôn của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Washington thông qua các bên trung gian đang cố gắng thuyết phục Iran từ bỏ mọi hành động leo thang ở tại Trung Đông. Chỉ hơn 2 tuần trước thì Ngoại trưởng Lincoln đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn đã chạy nước rút vào và tiến tới đó là mục đích sau nhiều tháng đàm phán bị gián đoạn. Nhưng điều quan trọng, lực lượng của Israel ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục gây ấn hận thù để thực hiện đòn tấn công toàn diện ở tại Trung Đông, để đe dọa trong khu vực. Dấu hiệu mà bản thân Mỹ đang cố gắng nỗ lực để gỡ bom hẹn giờ ở tại Trung Đông không phải là nỗ lực thực sự của Mỹ để giảm leo thang căng thẳng ở nơi đây, mà Hoa Kỳ đang tìm kiếm con đường để tháo gỡ cho Petrola thôi, đe dọa Ả Rập Saudi thôi. Đó là cách nhìn nhận của Quang trong cuộc chiến đấu tại Trung Đông đấy. Còn Israel đưa ra một thông điệp rằng Hezbollah có thể tấn công mạnh mẽ hơn Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo lực lượng của Hezbollah có thể tấn công Israel mạnh hơn Iran giữa lúc căng thẳng leo thang. Theo tình hình hiện tại thì thủ lĩnh Hezbollah có kế hoạch rằng Liban vào việc phải trả giá cực kỳ đắt này, những cái giá đắt nhất này. Họ không nhận ra điều gì có thể xảy ra với họ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố. Theo Bộ trưởng thì nếu họ xem những bức ảnh về Gaza, thông tin rằng họ sẽ hiểu. Ông cũng cảnh báo tình hình có thể trở lên tồi tệ hơn và leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Cách thức mà Israel cùng với phương Tây đe dọa bằng những đòn tấn công phủ đầu trực tiếp vào dân thường, giống như là bãi chiến trường đổ nát ở tại giải Gaza, để đe dọa các đối thủ rằng đừng đụng đến Israel. Nhưng ngày hôm nay, trục cách mạng Hồi giáo do Iran hậu thuẫn đã không còn ngần ngại cho việc đổ nát nữa, không ngần ngại để tấn công phủ đầu toàn diện vào Israel nữa. Đây không phải là lý thuyết mà là thực tế, Bộ trưởng Israel nói. Cùng ngày thì tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel vị trung tướng cho biết Israel đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất trong trường hợp Iran hoặc Hezbollah tấn công, bao gồm việc sẵn sàng đáp trả nó là nhanh chóng.
Vị tướng nói rằng quyết định của Hamas bổ nhiệm một thủ lĩnh chính trị mới thay thế cho vị thủ lĩnh vừa bị ám sát sẽ không giúp ích cho những việc mà tránh bị, đó là Israel tiêu diệt toàn diện. Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố chắc chắn sẽ đáp trả Israel để trả thù cho vụ ám sát chỉ huy hàng đầu của Hezbollah, nhưng sẽ khiến Israel phải chờ đợi và coi đó là một cách trừng phạt. Chính phủ của họ, quân đội của họ, xã hội của họ, các khu định cư của họ, tất cả đều đang chờ đợi bắt Israel phải thấp thỏm là một phần của cuộc chiến. Hezbollah một lần nữa, một lực lượng thân Iran ở tại Liban thề sẽ trả đũa sau khi mà Israel xác nhận không kích thủ đô, khiến thủ lĩnh Hezbollah bị chết vào ngày 30 tháng 7. Hiện chưa rõ Hezbollah sẽ đáp trả hành động này như thế nào, nhưng điều này đang cho thấy bản thân Mỹ Anh cùng với Israel đang thấp thỏm và luống cuống trong cái hành động đáp trả, và rất có thể hệ thống phòng không của các bên bị tê liệt trước đòn tấn công toàn diện đến từ lực lượng Iran, Hezbollah và Houthi. Khi bầy đàn UAV cùng một loạt các rocket và tên lửa dẫn đường tầm xa hạng nặng tấn công vào Israel với một số lượng lớn, thì không lấy cái gì ra đảm bảo rằng nó có thể đánh chặn được hết. Trong khi đó, Iran đã tìm ra gót chân asin của Israel và đòn trả đũa sẽ rất là khốc liệt. Quân đội Iran có thể đã tìm ra gót chân asin của Israel này, và đòn tấn công phủ đầu nhằm vào đối thủ thực hiện dự kiến sẽ vô cùng mạnh mẽ. Tạp chí của Mỹ National Interest nhận định về việc này, việc mà Iran đã tìm ra gót chân asin ở tại Israel. Có rất nhiều suy đoán về mục tiêu Iran cũng như là lực lượng ủy nhiệm của họ sẽ tấn công để trả đũa Israel sau vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh chính trị Hamas và phó thủ lĩnh Hezbollah. Dù đã có nhiều kịch bản được thảo luận, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì có một khả năng cụ thể cần được xem xét một cách kỹ lưỡng. Lần này thì mục đích của Iran khi mà tấn công Israel ấy, không chỉ là để thể hiện sức mạnh mà còn là để thực hiện thị uy quyền lực, gây ra mối đe dọa thiệt hại đáng kể cho đối thủ. Tuy nhiên, Iran phải đối mặt với một vấn đề lớn. Mặc dù họ có thể gây ra thiệt hại trong một cuộc tấn công đầu tiên, nhưng lại không có đủ phương tiện và năng lực quân sự để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công trả đũa của Israel, vì Mỹ hoặc là đòn tấn công kết hợp của cả hai nước và các đồng minh của họ. Do đó, kịch bản tốt nhất cho Iran là tiến hành một cuộc tấn công tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến Israel phải đối mặt, phải dồn mọi nỗ lực chống đỡ và không thể tiến hành một cuộc phản công ngay lập tức và đạt được hiệu quả. Mục tiêu cụ thể có thể là giải đất hẹp giữa bờ Tây và giải Gaza. Lãnh thổ Israel này dài khoảng 100 km, ngăn cách khoảng 2,7 triệu người Ả Rập ở bờ Tây với khoảng 1,8 triệu người Ả Rập ở tại giải Gaza. Israel có nhiều căn cứ quân sự trong khu vực này để đảm bảo an ninh an toàn. Vì vậy, khi thực hiện tấn công, Iran có thể nhằm mục tiêu phá hủy các căn cứ quân sự này, và hy vọng những phẫn nộ tức giận tích tụ ở bờ Tây trong 8 tháng qua sẽ dẫn đến một cuộc nổi loạn chống lại chính Israel. Nó sẽ thực hiện ra. Đây là những kế hoạch mà lực lượng Iran đang tìm ra gót chân asin. Tình thế tiến toái lưỡng nan. Tuy nhiên, tình thế tiến toái lưỡng nan mà Tehran vẫn phải đối mặt là không có gì đảm bảo rằng trong một kịch bản như vậy sẽ có sự phân chia vai trò giữa Mỹ và Israel. Tức là bản thân Mỹ có thể tham gia cuộc chiến, nhưng mà Hoa Kỳ cũng cần phải nhìn vào mặt Nga và thái độ của Nga và Trung nữa. Theo đó, Israel có thể sẽ chống lại tình trạng bất ổn ở tại bờ Tây, giải Gaza và lãnh thổ của chính mình, trong khi Mỹ sẽ trực tiếp đối đầu với Iran. Sự bất ổn này là thách thức đáng kể đối với Iran, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống quan trọng. Bởi vì nếu Washington thiếu phản ứng hoặc là phản ứng yếu kém trong việc bảo vệ một đồng minh lớn ở tại Trung Đông như là Israel, điều đó có thể khiến cho đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên bà Harris của đảng này bị mất điểm quan trọng. Giải pháp của Iran cho một kịch bản như vậy có thể tung ra các lực lượng ủy nhiệm để tấn công các lực lượng của Mỹ ở Iraq, Syria, Jordan,
Trong khi đó thì Houthi có thể tiếp tục các cuộc tấn công vào Israel, tấn công các cảng biển ấy, và leo thang hành vi quấy rối giao thông hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ, khiến chi phí vận chuyển cao và gia tăng áp lực tài nguyên lên, đó là phương Tây. Đây cũng là một mối lo đối với lại Hoa Kỳ, không riêng gì cho một quốc gia này. Hoa Kỳ hiện tại đang tăng cường bị sa lầy tại Trung Đông. Iran tìm cách siết gọng kìm với Israel bằng vành đai lửa. Đây cũng là một mối lo lớn nhất khi mà các bên cùng tấn công vào Israel, làm tê liệt hệ thống phòng không của chính Mỹ, Anh và Israel. Khác với vụ tập kích trả đũa hồi tháng 4, lần này Iran có thể tìm cách bao vây Israel bằng cuộc tấn công phối hợp của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Giới chức an ninh ở Israel và Mỹ trong nhiều ngày qua đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ cho Israel sau khi Iran dọa đáp trả vụ thủ lĩnh Hezbollah và Hamas bị ám sát. Lãnh tụ tối cao Iran đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel. Đây sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Iran vào lãnh thổ Israel, mà có thể là lúc Iran dùng đến lực lượng vành đai lửa để bao vây Israel bằng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Chiến lược vành đai lửa không phải chiến lược mang tính lý thuyết, đó là chiến lược nghìn vết cắt của Iran để chống lại Israel. Và đây là mối lo cũng của Mỹ, cũng là của chính Mỹ nữa. Điều mà Iran có thể đang cố làm là thực hiện một vector tấn công 360 độ nhằm tấn công Israel từ nhiều phía, khiến hệ thống phòng thủ của Israel bị tê liệt. Chính Hoa Kỳ cũng lo sợ về điều này chứ. Nếu như chỉ một mình Iran tấn công, vụ tấn công có thể lớn hơn cái lần tháng 4, thì bản thân tổn thất của Israel sẽ không lớn. Nhưng nếu như cả lực lượng Hezbollah và Houthi và lực lượng cách mạng Hồi giáo của Iran hậu thuẫn đồng loạt tấn công vào Israel bằng một vành đai lửa, thì tổn thất là vô cùng lớn, thậm chí còn đáp trả cả vào dân thường, cả vào khu dân sự. Mặc dù Tổng thống Nga đã gửi một thông điệp tới Iran rằng hãy kiềm chế đòn đáp trả và không nên tấn công vào cơ sở dân thường, cơ sở dân sự đấy. Nhưng mà Israel khi tấn công thì cứ chỗ nào đông người là tấn công, nhằm làm mềm chiến trường, gây nỗi sợ hãi kinh hoàng với quần chúng nhân dân. Trong khi đó, tình trạng ở tại Ukraine ngày hôm nay, bản thân Hoa Kỳ cũng chưa có một kế hoạch để giúp đỡ được cho Ukraine. Người ta chỉ thấy thực trạng sa lầy mà thôi, chứ không thấy có thực trạng mang lại lợi thế cho phương Tây tập thể. Trong khi đó, học thuyết quân sự của NATO, học thuyết dân chủ của Mỹ đã sụp đổ. Làm gì có thành công đấy. Cựu tướng Ukraine lo sợ khi giới chức cấp cao không còn nói đến chiến thắng nữa. Làm gì còn chiến thắng mà nói, chỉ còn có thất bại. Một cựu tướng quân đội Ukraine cho rằng chính quyền Tổng thống Zelensky muốn ký kết một thỏa thuận hòa bình vì đã không tin vào chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí, khi bình luận tuyên bố của Tổng thống Zelensky về nhu cầu chuẩn bị cơ sở để chấm dứt xung đột với Nga trong hôm nay, cựu tướng của Ukraine cho biết là bản thân ông đã không nghe thấy từ chiến thắng từ miệng các quan chức cấp cao của Ukraine trong 6 tháng qua, mà chỉ thấy rút quân chiến thuật, mất đất đai. Vị cựu tướng này cũng cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất trong suốt cuộc xung đột. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang bị phản bội, nói một cách nhẹ nhàng là như vậy, vị tướng này kết luận. Tổng thống Zelensky gây bất ngờ khi tuyên bố ý định chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2024. Trong một bài phát biểu đăng trên trang mạng xã hội, ông Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có kế hoạch chuẩn bị cho cơ sở để đạt được hòa bình công bằng với Nga nhằm chấm dứt xung đột vũ trang sớm nhất là vào năm 2024. Mục tiêu thường trực của chúng tôi là chuẩn bị cơ sở thực sự hướng tới một kết luận công bằng cho cuộc chiến trong năm nay, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Ông Zelensky gọi việc chấm dứt thù địch là nhu cầu chính đáng của Ukraine. Theo ông thì cuộc xung đột phải được chấm dứt theo các điều kiện công bằng và càng sớm càng tốt. Ông Zelensky cũng thừa nhận Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tìm kiếm ý kiến của người dân về các điều khoản chấm dứt xung đột với lại Nga. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình của Anh, ông Zelensky đã ám chỉ rằng ông muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và sẵn sàng đàm phán Moscow, ngay kể cả là đàm phán với Tổng thống Putin. Điều này đang gây ra
sự hoang mang với lại lực lượng vũ trang của Ukraine trên chiến trường. Và trong ngày 6 tháng 8, Ukraine đã điều động một lực lượng tăng thiết giáp và khoảng 1.000 quân vượt biên giới để tấn công ở vùng cớt của Nga, gây ra cái chết của gần 10 dân thường và hàng loạt những người đó là bị thương. Phía Mỹ cũng đang lên án về hành động này. Đối với Nga thì đây là hành động khủng bố. Và khi đó là hành động khủng bố, không có một lý do gì mà Nga không kiểm soát Kharkov và đáp trả đòn thù một cách mạnh mẽ và gay gắt. Có một tiết lộ kế hoạch đáng sợ của Tổng thống Zelensky nhằm chống lại Nga ngày hôm nay, sau những cái thông điệp muốn đem lại hòa bình và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Nhưng Ukraine là chưa hành động cụ thể theo các điều kiện mà Điện Kremlin đã đưa ra. Một nhà phân tích về nghiên cứu địa chiến lược cảnh báo trong một bài báo của Interfor Brick rằng việc Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây bắt đầu bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Bài báo viết rằng là lời hùng biện của Ukraine đòi hỏi những hành động có thể dễ dàng dẫn đến cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát và vượt qua điểm không thể, đó là quay trở lại. Nhưng việc này các quốc gia NATO đã từ chối hành động rồi. Nhưng cái hành động này cho thấy rằng bản thân Ukraine đã bất lực trước các hỏa lực của Liên bang Nga và hệ thống phòng không của Ukraine đã hoàn toàn tê liệt. Nhà quan sát đã chỉ ra ông Zelensky muốn sự leo thang như vậy do sự thất bại không thể cứu vãn được quân đội Ukraine trên chiến trường. Hy vọng rằng bằng cách này hay là cách khác có thể kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ukraine ngày hôm nay thấy bản thân mình không thể chiến đấu được nữa vì họ cũng chỉ là lực lượng chiến đấu ủy nhiệm để bảo vệ Hoa Kỳ thôi. Bây giờ muốn kéo lực lượng NATO vào cuộc chiến với lại Liên bang Nga. Trước đó thì một ấn phẩm đưa tin ông Zelensky đang cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu bắn hạ tên lửa của Nga trên lãnh thổ nước này. Bình luận về lời nói của Zelensky, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế cho rằng đó là một cái tát vào mặt tập thể phương Tây. Trong khi đó thì ngày 6 tháng 8, phát biểu với báo chí, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga Sergei Shoigu cho biết kể từ khi Tổng thống Putin đề xuất các điều khoản hòa bình vào ngày 14 tháng 6, Ukraine đã mất 420 km vuông lãnh thổ và rất nhiều binh sĩ. Cơ hội cho Ukraine đang thu hẹp dần. Họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nếu tiếp tục trì hoãn đàm phán hòa bình. Ukraine nuôi ảo tưởng rằng châu Âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình khác mà tại đó các vấn đề nội bộ của Ukraine sẽ được giải quyết. Nhưng điều này đang khiến người dân Ukraine phải trả giá rất đắt bằng sinh mạng và xương máu của những người vô tội. Ukraine đang cố gắng để tạo ra những cái lực lượng quân đội không thể thiện chiến đấu trên chiến trường được. Mỹ thì tiết lộ lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ sử dụng F-16 như thế nào. Sử dụng F-16 chỉ là một công cụ để cho Ukraine bia cho vũ khí của Mỹ. Và đang thể hiện rằng phương Tây tập thể đang rất thiện chí để bảo vệ đất nước Ukraine. Nhưng bảo vệ bằng hình thức chứ không phải bằng thực chất. Việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là động thái biểu thị sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình cuộc chiến. Vị chuyên gia quân sự của Mỹ đánh giá trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. Đây là một thực tế mà phương Tây cũng nhận thấy rằng F-16 sẽ không thay đổi được bất kỳ điều gì trên chiến trường. Bất chấp mọi rắc rối và chi phí thì những chiếc F-16 này giống như một cử chỉ chính trị hơn là vũ khí kỳ diệu. Quân sự thực sự nghiêm túc sẽ thay đổi cục diện xung đột này. Trong khi Zelensky đang cố gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý của thế giới sang chính bản thân mình một lần nữa. Nhưng họ không còn tin tưởng vào F-16, một chiến đấu cơ đã hoạt động trong 50 năm. Theo chuyên gia này thì lực lượng của vũ trang Ukraine sẽ cực kỳ cẩn trọng trong việc sử dụng F-16 vì có nguy cơ rất lớn máy bay chiến đấu bị tiêu diệt khi chạm trán với lực lượng phòng không vượt trội của quân đội Liên bang Nga. Chúng tôi đã nghe các quan chức nói nhiều lần rằng những chiếc F-16 này sẽ không thay đổi được quy tắc, đó là cuộc chơi. Chúng sẽ không thay đổi được hiện trạng trên chiến trường, nơi hiện là đấu trường tấn công của Nga với vai trò chính của F-16 sẽ là ẩn náu ở Tây Ukraine, cách xa tiền tuyến, tránh xa lực lượng phòng không vượt trội và lực lượng không quân tiên tiến hơn nhiều của Nga. Đây là chiến đấu cơ mang vào để tuyên truyền, chứ không phải mang vào để chiến đấu. Trước đó Bloomberg dẫn nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết là F-16 đã được đưa vào trong Ukraine để vận hành. Một câu tin rằng việc cung cấp vũ khí
cho Ukraine cản trở việc giải quyết tiến trình đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở tại Ukraine, chứ không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường mà chỉ tạo ra thêm thảm họa mà thôi. Nếu như đó là những vũ khí mà có thể thay đổi cục diện trên chiến trường, thì Hoa Kỳ đã không ngần ngại để mang vào trong Ukraine trong một khoảng thời gian rất là lâu rồi, chứ không phải chờ đợi cho đến ngày hôm nay nữa. Cái học thuyết dân chủ của Mỹ, cái học thuyết quân sự của NATO đang sụp đổ trước đó là Tổng thống Putin, đang sụp đổ trước lực lượng Liên bang Nga. Trò chơi tuyên truyền đạo đức giả không còn tác dụng để Mỹ dân nữa. Ngày hôm nay là cuộc tuyên truyền của toàn dân trên thế giới. Cho nên những thông điệp xuyên tạc bị đặt không đúng từ các đài truyền thông lớn của phương Tây, từ các tổ chức ngoại vi của phương Tây, ngay lập tức bị nhân dân biên giới phản ứng ngược trở lại. Cho nên nó không còn hiệu quả sử dụng truyền thông để đạt được yếu tố chính trị của mình nữa. Không thể hạ bệ được Điện Kremlin nữa. Không thể bao vây và hạ gục được nền kinh tế của Nga nữa. Không thể làm được điều đó nữa. Đó là cái gì mà chúng ta đang thấy. Đó chính là sự bất lực của Mỹ. Hoa Kỳ đang xa lầy ở Trung Đông, thất bại ở Nam Mỹ, thất bại ở Châu Phi, và cứ đòi lôi kéo ASEAN. Nhưng làm sao lôi kéo được? Thực trạng thế giới đang bất ổn, bom rơi đạn lạc, đảo chính liên miên khắp mọi nơi. Nhưng người ta chỉ thấy Hoa Kỳ đã thất bại, toàn bộ kế hoạch cách mạng không khói, áp lực truyền thông, áp lực chính trị, áp lực ngoại giao không còn thành công nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.